Đây là kiến trúc của một cái cổng chùa. Thuộc cái địa phận của một thôn, của một xã, của một huyện ở miền Trung Việt Nam. Cụ thể đây là chùa Phú Lao ở thôn Phú Văn, xã Nghi Trung, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi. Thì nêu cái địa chỉ cụ thể của cái vị trí quay, lý do là nhiều khi khả năng là cái tùy theo cái tục lệ, thì có thể là cái kiến trúc chùa chiền đền thờ nó có một cái nét đặc sắc riêng, mặc dù trên nền tảng thì nó vẫn là chung. Quay là quay từ ở ngoài, ở mặt tiền từ bên ngoài chùa nhìn vào bên trong.
Đấy, đang quay hướng từ bên trong chùa, nhìn ra ngoài đường, tức là mặt sau của cổng chùa.